Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Vừa rồi có một số anh em cũng hỏi em về vấn đề tạo nụ mai đó. Thì em cũng đã chia sẻ những clip rồi. Nhưng mà anh em cũng đang thắc mắc, chưa hiểu rõ ha. Thì giữa cái việc tạo nụ mai và cái việc giữ nụ mai cho đến Tết, thì liệu cái nào quan trọng hơn đối với những anh em mới chơi ha? Rồi, khi mà chúng ta những anh em mới chơi đang tập chơi mai đó, thì cái việc mà chúng ta giữ nụ mai thường là bị trật, anh em dễ bị nở bông trước lắm đó. Vì vậy trong clip này á, em vừa chia sẻ anh em là một cách tạo nụ mai một cách an toàn, và đồng thời cũng là để những anh em mới chơi đó tạo nụ làm sao á mà chúng ta vẫn cho nó lớn nụ, mà chúng ta vẫn giữ được cái nụ mai cho đến Tết nha anh em, một cách an toàn. Thì để giữ được cái nụ mai đến Tết thì có mấy cái trường hợp thì chúng ta cần phải tránh và cần phải lưu ý đó. Thì trong clip này em sẽ chia sẻ những anh em mới chơi hiểu rõ vấn đề này nha anh em. Và vấn đề thứ hai thì em sẽ mách cho anh em về cái cách đi phân của em luôn, tức là em nói rõ luôn về cái cách của em nha anh em. Cái cách đi phân của em, cách tạo nụ của em là chúng ta đi phân như thế nào theo cái cách của em nha. Em làm như thế nào thì em sẽ nêu ra như vậy để anh em tham khảo. Anh em tham khảo nha. Anh em có làm theo không, anh em phải phải tự xem xét và tự quyết định cho mình nha, chứ em không có bắt anh em phải làm theo nha. Thì những cái nội dung này thì như mọi năm thì em cũng chia sẻ theo cái cách của em giống vậy thôi, đúng quy trình vậy đó. Chứ em không có phải mỗi lần mỗi khác em làm sao thì em chia sẻ vậy thôi. Nụ vẫn nhiều, nụ vẫn ok cho anh em chơi. Thì nội dung này em chỉ chia sẻ cho những anh em mới chơi thôi nha. Những anh em nào mà chơi lâu năm rồi, rành rồi, những nhà vườn thì có kinh nghiệm nhiều rồi thì anh em xem cho vui nha. Thì mà trong quá trình xem thì anh em có thấy cái những chỗ nào mà có ý kiến hay hơn thì anh em góp ý, comment góp ý thêm nha anh em. Rồi trong clip này em chỉ đề cập đến vấn đề là những cây mai ghép giống vậy nha, những cây mai ghép mà tương đối là già mùa ha. Còn những cây mai tàn như vậy nè thì anh em sẽ xem ở những clip trước, hoặc anh em qua Zalo để trao đổi thêm nha anh em. Rồi việc tạo nụ thì cái thời gian tạo nụ, cái thời điểm tạo nụ là bao giờ? Cái thời gian á thì bắt đầu từ nó không có cố định một cái mốc thời gian nào hết nha anh em. Đồng ý là theo cái lý thuyết thì bắt đầu từ tháng 6 ha, nhưng mà theo thực tế mà khi em chia sẻ các anh em á là bắt đầu từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, 3 tháng này ha. Khi nào mà anh em thấy những cái cây mai chúng ta nè nó kín tàn. Kín tàn ha, lá dày. Nó dày tàn nữa thì ít nhất, thường là ít nhất phải là 5 cái cơi đọt, bắt đầu từ sau Tết ha, 5 tới cái cơi đọt thì chúng ta mới tiến hành tạo mầm nụ. Ví dụ như tới tháng 8 rồi mà cây cũng mà nó chưa, tới tháng 7 rồi mà cây chúng ta nó chưa đủ tàn chi, chưa đủ lá tàn chi, nó chưa đủ dày, chưa đủ kín thì anh em từ từ ha. Chứ tránh trường hợp những cái mai mà nó phát triển chậm, phát triển giống như kiểu bị nó bị còn suy anh em, nó phát triển không nổi, có tàn lá nó mỏng, lá nó không có dày lá, tàn nó không có kín tàn, còn lưa thưa như vậy đây. Mà anh em làm theo cái phương pháp này thì dẫn đến là, tức là anh em chú trọng đến cái việc tạo nụ quá thì dẫn đến là cái mai sau này cuối năm nó rất dễ nở sớm nha anh em, do cái tàn của nó mỏng thì nó vô nụ rất là nhanh và nó nở cũng rất là nhanh nha anh em. Nên anh em hết sức lưu ý xem xét cái mai của chúng ta nó đủ tàn chi hay chưa nha. Như cái cây mai này nè anh em thấy nè, nó đang ra cái cơi đọt thứ năm rồi nha anh em. Thì em vẫn tiếp tục nuôi thêm một cây đọt nữa là để cho nó kín cái tàn cái mai này luôn. Và cái phương pháp đi phân của em
Thì đầu năm á, sau Tết là đi dưỡng, chủ yếu đi dưỡng. Sau khi có lá, có cành nhánh cứng cáp rồi, tức là dưỡng rễ anh em nha. Dưỡng rễ, chủ yếu dưỡng rễ. Rồi sau khi cành nhánh nó cứng cáp rồi, em tiến hành đi phân có NPK. Thì cái quy trình đi phân của em á là cứ ba một tua nó là ba loại thay phiên nhau đó, thì cứ 10 ngày thì tưới một lần và đổi loại như vậy nha anh em, đổi loại như vậy đó. Và bắt đầu trong cái tháng 7 vừa rồi đó, thì do tháng 7 vừa rồi đó thì cái tàn lá của nó như vậy đây, nó tương đối là kín đó, nó kín, và bên trong cái những cái nách đá này nè nó đã có những cái mầm mầm kim mầm chờ đó rồi. Thì trong cái tháng 7 á thì em đã thay đổi cái thành phần NPK bằng cái hai chỉ số là đạm và lưng ngang nhau. Ví dụ như anh em có cái loại, ví dụ anh em tìm được những cái loại ví dụ như 20 20 15 hoặc 16 16 8 thì anh em sẽ thay thế những cái loại phân NPK. Từ đầu năm có thằng đạm nó cao hơn một chút. Đó thì theo cách của em đang dùng cái loại có đạm và lưng bằng nhau bằng việc em pha trộn giữa phân NPK và phân DAP có thành phần lưng rất là cao. Đó, anh em có thể là sử dụng những cái loại phân NPK người ta đã trộn sẵn là 20 20 15. Đó thì cộng với lại phân cái loại dưỡng rễ nha anh em, dưỡng rễ. Đó thì thay phiên nhau ba loại, cứ 10 ngày thì tưới lại một lần nha anh em. Đó, mục đích ở thời điểm này chúng ta cân bằng giữa đạm và lưng bằng nhau để làm sao những cái mầm nụ bên trong này nè nó vẫn lớn nha anh em, nó vẫn lớn, và đồng thời cái chồi lá nó vẫn ra, nó vẫn la ra nha anh em, đảm bảo cái mai nó đủ cái dinh dưỡng, vừa có lưng vừa có đạm bằng nhau vậy đó. Thì giúp cái đạm á thì nó giúp cho cái chồi lá của ông ta nó vẫn tiếp tục ra, vẫn tiếp tục ra, nó ra một cách vừa phải thôi. Rồi cái lưng á thì nó giúp cho cái cây của ông ta á, nó tự nhiên nó lớn nụ, nó lớn nụ một cách tự nhiên nha anh em, vô điều kiện đó, nó tự nhiên chứ không phải là chúng ta thúc ép nó. Tại vì tới cái thời điểm này á, cộng với thời tiết phù hợp, cái tàn lá nó vừa có cái độ già vừa phải, vừa đủ thì nó sẽ tự nhiên nó lớn mầm nụ thôi. Đó, thì đây là một cái lưu ý mà tránh cái trường hợp về cuối năm anh em không có giữ được cái nụ mai. Tức là trong quá trình chúng ta tạo nụ á mà chúng ta không cho cái tàn lá nó ra nữa, chúng ta bắt cái tàn lá nó đứng thẳng luôn á là chúng ta đã đi sai phân rồi. Chúng ta đã đi trượt phân rồi. Dẫn đến cái mai nó sừng lại luôn, nó không ra lá nữa. Mà nó lớn lụ rụ nụ rất là nhanh. Cái cây mai nó vậy đó nha anh em, khi nó không nuôi lá nữa mà nó tập trung nó nuôi nụ thì cái nụ nó lớn rất là nhanh, rất là nhanh. Và cuối năm á cái tàn lá của chúng ta nó già rồi á, nó không còn xanh nữa, thì chúng ta kìm cái nụ mà chúng ta giữ cái nụ rất lại rất là khó. Vì vậy cái quan niệm tạo nụ của em á là nó dường như là không nha anh em, về thời điểm này dường như là không, giống như là chúng ta chỉ là cân bằng cái dinh dưỡng thôi để cho cây mai nó tự lớn nụ, tự lớn nụ anh em. Đó, là một cái điều kiện để sau này chúng ta giữ nụ nó dễ hơn. Đó, tức là chúng ta vẫn tiến hành tạo nụ nhưng mà ở thời điểm này thì nó sẽ quá sớm nha anh em, nó quá sớm ở thời điểm này nó quá sớm. Tại sao em nói sớm? Vì vì khi mà anh em đã đi phân cái phân NPK mà đạm và lưng bằng nhau đó thì anh em thấy nè, cái tàn lá đó, nó không có vượt nữa ha. Đó. Nhưng mà những cái búp nụ bên trong này nè, nó tự có nha, tự hình thành. Đó, thì anh em chỉ cần đi như vậy mấy tua thôi là những cái hạt hạt những cái nụ kim này nè, những cái mầm nụ này nè, nó sẽ tự nó lớn lên. Canh làm sao á mà hết cái tháng 9 âm lịch, những cái nút này nè nó như những hột gạo 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 mà chúng ta nấu cơm á, nó to to rất tròn tròn như vậy đó, thì là nó là ổn định nha anh em. Thì khi cái nụ nó lớn á,
cái chồi lá nó vẫn xanh như vậy đây, và đồng thời nó vẫn ra những cái chồi lá ở những cái ngọn vậy, nó vẫn ra nha anh em, nó vẫn ra, tại vì cái phân đó nó vẫn giúp cho cây mai nó vẫn ra được cái những cái chồi mới. Thì từ đây, đây là hôm nay là tháng 7 ha, tháng 7 âm lịch, thì từ đây cho đến tháng 9 âm lịch thì ít ra nó còn ra thêm hai cơ đọt nữa anh em, hai cơ đọt nữa. Còn những cái cành già bên trong này nè, nó vẫn nuôi nụ nha anh em, vẫn nuôi nụ mà nó vẫn lớn nụ, vẫn lớn nụ về cách bình thường luôn. Đó, thì đây là một cái vấn đề chia sẻ để những anh em đừng có chú trọng quá về vấn đề tạo nụ. Khi cái mai chúng ta dày lá, cái tàn lá nó dày, kín tàn. Đó. Cái độ xanh của cái lá xanh dày. Đó, thì anh em cứ hết sức bình tĩnh, cứ cân bằng dinh dưỡng giữa đạm và lưng. Đó. Thì cái đọt này anh em thấy không? Những cái đọt mầm này nè, nó vẫn tiếp tục ra lá. Vẫn tiếp tục ra lá ha, mà cái nụ bên trong nó vẫn lớn. Đó, thì anh em đi mấy tour, bắt đầu từ tháng 7 nè, tháng 8, tháng 7, tháng 8, thậm chí là cả tháng 9 nha anh em, thậm chí là cả tháng 9. Nhưng mà trường hợp đó rất hi hữu. Thì đây là cái dự kiến về cái cách thức đi phân như là như vậy. Nhưng mà thực tế thì tùy thuộc vào thời tiết, thể trạng của từng cây mà chúng ta có thể là điều chỉnh phù hợp chi tiết. Đó, thì anh em bấm vào cái nút đăng ký á, để sau này có sự thay đổi như thế nào thì em cũng sẽ làm cái clip chia sẻ để anh em cập nhật luôn. Thì cứ một tháng thì em làm những clip cập nhật vấn đề chăm sóc cây mai ít nhất là 2 lần nha anh em, ít nhất là 2 lần để anh em kịp thời theo dõi, để anh em có thể là tham khảo thêm. Đó. Còn qua cái tháng 9, thường là qua tháng 9, tháng 10 thì chúng ta mới tập trung để cho nụ nó chín đều bằng việc thay đổi cái thành phần NPK. Đó, bằng cái loại là ví dụ như là anh em có thể sử dụng 10, 30, 10 cộng với lại dưỡng rễ ha. Thì hoặc là 6, 30, 30. Đó. Thì cái thành phần NPK của hai loại này nè, khi mà anh em sử dụng 10, 30, 10 á, thì cái tốc độ vô nụ của nó ổn hơn, nó không quá nhanh. Còn anh em đi 6, 30, 30 á, thì tốc độ vô nụ nó càng nhanh nữa nha anh em. Đó, thì anh em cứ đi theo cái tour, cái phân hữu cơ thì không thay đổi nha anh em. Cứ 10 ngày một lần chúng ta tưới. Thường thì em dùng là tháng 9, tháng 10. Đó, tháng 9, tháng 10. Qua tháng 11 và tháng 12 thì em cũng tiếp tục thay đổi cái thành phần NPK. Đó, bằng cái chỉ số là 15:5:20 cộng với lại dưỡng rễ. Đó, thì một số anh em khi xem đến đây anh em sẽ thắc mắc, anh em cho rằng là tầm bậy tầm bạ. Không, nhưng mà cái này là thực tế, em đã xài, em đã dùng rất nhiều năm rồi ha. Anh em có quyền thử nha anh em, có quyền thử đi rồi anh em sẽ thấy tác dụng của nó ha. Đó, thường thì anh em tưới khoảng tháng 11 nè. Đó, rồi đầu tháng chạp. Đầu tháng chạp. Trước khi ngày lấy lá khoảng chừng nửa tháng thì tới đó quá lâu rồi ha, nhưng mà nói trước để anh em hình dung một cách tổng quát như vậy, còn chi tiết như thế nào thì em sẽ cập nhật cụ thể theo cái quá trình mà em chăm sóc như thế nào, chi tiết về việc cách thức đi phân bón luôn nha anh em. Còn một cái lưu ý quan trọng nữa thì ở cái cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì giai đoạn mùa mưa nhiều, tập trung những cái trận mưa dầm nhiều, thì dứt đó thì anh em chú ý là ngừa một số cái loại bệnh qua rễ như là tiến trùng rễ, sâu đục thân này kia anh em nha. Anh em bằng việc chúng ta sử dụng rải cái Vifu á, hoặc là sử dụng test Figo á, để chúng ta tưới ngừa bệnh qua rễ nha anh em. Và một điều quan trọng nhất ở thời điểm ngay bây giờ thì anh em cần chú ý, anh em kiểm tra giùm em cái nước tưới. Nước tưới thường xuyên nha anh em, mặc dù mưa thì mưa anh em vẫn phải tưới nước nha anh em. Anh em phải kiểm tra độ ẩm trong lòng chậu thường xuyên để anh em biết được
cái cây mai nó đủ nước hay không. Thường nó rất dễ bị thiếu nước ha. Nhiều anh em á lại y cái việc tưới nước này nè, cái tưới nước này nè quyết định tới 80% mà cái lượng cái bông nó kịp Tết hay không nha. Nhiều khi anh em đó lại y hôm nay mưa rồi anh em không tưới, ngày mai mưa nữa anh em không tưới, anh em quên không tưới liên tục tầm 5 ngày tới 1 tuần. Khi anh em phát hiện lá nó rủ rồi anh em tưới dập lại thì nó sẽ rụng hết lá luôn. Có thể là nó rụng lá, nó rụng một lượng lá tương đối là nhiều. Nếu mà bị nặng có thể là rụng hết lá luôn. Là khi nó rụng lá thì rụng lá một cách đột xuất như vậy á thì chắc chắn cây mai nó sẽ nở hoa sớm nha. Khi nó rụng lá thì chúng ta không thể nào chúng ta giữ được cái nụ mai đâu. Rụng lá là nó nở ngay. Nó rụng một lượng số lá nhất định là nó rụng lá là nó nở liền. Đó. Nên anh em hết sức lưu ý một số vấn đề vậy ha. Quan trọng nhất là nước tưới nha anh em. Còn vấn đề tạo nụ thì anh em hết sức bình tĩnh, làm nhịp nhàng. Rồi, chia sẻ thêm với các anh em nha. Còn xịt thuốc á, vấn đề xịt thuốc á thì anh em cứ ví dụ như anh em đi cái loại phân NPK ra có thành phần như thế nào thì anh em sẽ chọn những cái loại về phân bón qua lá cũng có thành phần NPK tương tự như vậy ha. Rồi anh em kết hợp với lại phun thuốc ngừa bọ trĩ nè, rồi nhện đỏ. Nhện đỏ ha, nhện đỏ nó ăn trong cái dứt cuối năm này nè. Anh em yên tâm, nhện đỏ bọ trĩ anh em xịt vô là sau nó chết, anh em không quan trọng là chúng ta xịt thuốc sâu nữa đâu. Và chú ý anh em cũng nên xịt thuốc bệnh định kỳ ha, ngừa nấm bệnh như những loại thuốc ví dụ như là Antracol, là Mancozeb vân vân. Thì anh em phun định kỳ nha anh em. Rồi khi anh em xem thấy hay cho em một nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn nút chuông để đón theo dõi những clip mới. Rồi xin chào.